nữ thời xưa thì thường chỉ đảm đương vai trò làm vợ, làm mẹ trong gia đình. Nhưng phụ nữ ngày nay ngày càng bình đẳng hơn với nam giới. Họ thông minh, giỏi giang và xinh đẹp, nên phụ nữ càng ngày càng có cơ hội gặt hái thành công và khẳng định bản thân. Tuy nhiên, muốn có được một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc thì thông minh, xinh đẹp và thành công thôi chưa đủ. Phụ nữ cần có cho riêng mình những quan điểm sống, triết lý sống, bất di bất dịch nữa. Cùng lắng nghe xem 13 bí mật sau đây có đúng với triết lý sống của chúng ta không, chị em nhé. 13 bí mật phụ nữ sống để dạ, chết mang theo, nhất định phải nhớ. Đàn bà thông minh, xinh đẹp, tài giỏi hơn người mà không biết đến 13 điều này thì cũng sẽ không bao giờ được an nhiên, hạnh phúc. Chúng ta thường thấy có nhiều người đàn bà hay than thở, cho rằng mình bất hạnh, cho rằng mình khổ sở. Lại còn có câu, phụ nữ hơn nhau là ở tấm chồng, mà không bao giờ biết rằng sướng hay khổ là do lựa chọn, do suy nghĩ của bản thân. Nhiều người cứ đổ lỗi mình bất hạnh là do lấy một người chồng chẳng ra gì. Chọn sai một lần, có thể chọn lại. Đừng ngần ngại, đàn bà ạ. Chừng nào thấm nhuần câu, cái gì cầm lên được thì đặt xuống được, thì chừng đó đàn bà mới hạnh phúc. Đàn bà thông minh, xinh đẹp mà không biết sống cho mình, không biết bảo vệ chính mình, chỉ trách đàn ông bên cạnh thì đừng bảo tại sao cuộc đời nhiều nước mắt. Thứ nhất, nhất định phải kiếm tiền, dù ít cũng được. Là phụ nữ, nhất định phải đi làm, đừng chỉ ở nhà đợi đàn ông mang tiền về. Đừng để đời mình phụ thuộc vào đàn ông. Khi cao hứng, nhiều người đàn ông vỗ ngực tự hào bảo vợ, em chỉ cần ở nhà và làm đẹp, còn mọi thứ cứ để anh lo. Đàn bà khôn ngoan là người không bao giờ tin vào những lời này. Có thể không kiếm được nhiều tiền, nhưng quan trọng là đàn bà phải tìm thấy mục tiêu và ý nghĩa của cuộc sống. Đừng để đàn ông xem thường, dù anh ta có là chồng mình thì cũng đâu ai biết được ngày mai có thể sẽ là người dưng. Ngày nào chưa biết những điều này thì đàn bà đừng mong mình sẽ sống hạnh phúc. Thứ hai, đánh ghen là việc dại dột và vô bổ nhất trên đời. Đàn bà thông minh đánh phấn, đàn bà dại dột đánh ghen. Đàn bà hiện đại kiếm tiền không kiếm chuyện, đàn bà khôn ngoan giữ sắc không giữ chồng. Vậy nên đừng bao giờ đánh ghen, dù cho có tổn thương đến thế nào. Hãy kiêu hãnh mà ngẩng cao đầu, chứ đừng đi đôi co với kẻ thứ ba. Nếu lấy phải chồng có tính trăng hoa, đàn bà chả nhẽ lại mất cả cuộc đời để đánh ghen. Vì anh ta không có người này cũng có người khác. Vấn đề là ở chỗ chồng mình, chứ không phải ở cô gái kia. Thứ ba là phải xinh đẹp, luôn luôn xinh đẹp. Đàn bà dù đau khổ tột cùng, dù tổn thương chồng chất, cũng không được phép bỏ bê bản thân mình, hủy hoại mình. Phải luôn xinh đẹp nhất có thể. Đừng để trong mắt chồng mình là cái cô đầu bếp, lúc nào người cũng đầy mùi dầu mỡ, bếp núc. Khi xinh đẹp, đàn bà mới có thể tự tin mà đi cùng chồng bất cứ đâu. Từ bàn tiệc xa xỉ đến phòng khách trang trọng, nhà bếp ấm cúng hay cả chuyện giường chiếu cũng tự tin và sung sướng hơn. Thứ tư là mọi thứ trên đời này sẽ đều thay đổi. Không có gì là mãi mãi. Tình cảm vợ chồng cũng vậy. Khi yêu nhau, ai chẳng thề nguyện trọn đời, trọn kiếp bên nhau. Nhưng trong hôn nhân thì phũ phàng lắm. Không có gì phải vật vã, đau khổ khi thấy mọi thứ đều thay đổi. Đừng sốc nặng khi tình yêu và sau cưới khác nhau quá nhiều.
mọi thứ đều thay đổi trong cuộc đời mà. Thì tình cảm vợ chồng cũng khó như ngày cũ. Quan trọng là giữ gìn vì nhau, nhẫn nhịn vì nhau. Vợ chồng chính là thương nhau đến trọn cuộc đời. Cho nên, đàn bà phải ghi nhớ rằng chỉ khi không thể nào cứu vãn, còn nếu chỉ vì mấy chuyện vặt không đáng thì đừng dại mà buông tay, mà đánh mất nhau. Hãy nắm chặt tay chồng đi qua giông gió của cuộc đời. Đừng vì một chút thất bại của anh ấy mà chì chiết nặng lời, khinh thường anh ấy. Đừng vì một lần chồng mình lỡ say nắng một cô ả nào đó mà giữ hận trong lòng, nhắc đi nhắc lại, mãi về sau, mãi không thể tha thứ để đánh mất gia đình. Thứ năm là không cãi tay đôi với chồng. Đàn bà khôn ngoan muốn hạnh phúc thì nhất định đừng bao giờ cãi tay đôi với chồng. Chén bát còn có lúc xô, huống chi vợ chồng đang ở với nhau, đôi lúc giận dỗi, cãi nhau là chuyện rất bình thường. Đàn bà có thể im lặng, có thể đình công không tham gia vào công việc gia đình nữa, nhưng tuyệt đối đừng vì thiếu suy nghĩ mà có những lời nói cay độc làm tổn thương chồng. Nhiều cặp đánh mất nhau chỉ vì những lời nói ác ý, không kiểm soát trong lúc giận dữ. Đàn ông, một khi họ đã thấy bị sỉ nhục, tổn thương, thì họ sẽ quyết ngay. Gia đình tan vỡ cũng chỉ vì cái mồm không biết kiểm soát. Thứ sáu, học cách để vợ chồng phải giữ lấy nhau. Nhiều đàn bà rất dại dột, cứ mỗi lần cãi vã với chồng là lại đem đăng lên trên Facebook, Zalo cho thiên hạ cùng biết. Nhưng bạn có biết rằng đó là hành động ngu xuẩn nhất? Có đàn bà thì bạ đâu kể đấy, hoặc bỏ ra khỏi nhà, không biết rằng khi chạy ra khỏi nhà chính là từng bước đẩy chồng ra khỏi gia đình. Đàn bà thông minh, xinh đẹp chưa đủ, mà còn phải biết cách khi chồng có lùi một bước thì mình phải tiến lên hai bước. Vợ chồng là khi cả hai người phải học cách giữ lấy nhau. Người tiến thì phải có người lùi. Có như thế, gia đình mới hài hòa, hạnh phúc mới được giữ gìn. Thứ bảy là đừng bao giờ bỏ nhà ra đi. Nhiều phụ nữ nghĩ rằng mình có giá là khi bỏ nhà ra đi liền được chồng cầu cạnh. Lúc đó có mà chồng lại lạy lục van xin quay về. Hãy dẹp bỏ ngay tư tưởng này đi, đàn bà nhé. Ngôi nhà chính là nơi đóng quân, không thể dịch chuyển của đàn bà. Do đó, bất luận thế nào cũng không bao giờ được bỏ nhà ra đi. Vì ra đi thì dễ, nhưng đường về thì lắm trông gai. Có khi là mất luôn cửa quay về. Thứ tám là dẹp qua sĩ diện, tự ái cá nhân. Tục ngữ xưa có câu, chồng nóng thì vợ bớt lời, cơm sôi nhỏ lửa chẳng đời nào khê. Ông bà ta đã đúc rút kinh nghiệm để gia đình hòa thuận, vợ chồng hạnh phúc. Đàn bà đừng bao giờ chỉ biết đến sĩ diện. Nhịn một chút thì có chết ai đâu. Đừng để khi vợ chồng mất nhau vì sĩ diện thì mới sáng mắt ra, thì cũng chẳng tìm được nhau nữa. Thứ chín là vợ chồng phải bao dung và thông cảm cho nhau. Đàn bà nên nhớ, vợ chồng là phải biết cách bao dung và cảm thông cho nhau. Trên đời này không ai là hoàn hảo cả. Ai cũng có mặt tốt và mặt xấu riêng. Nếu chỉ chăm chăm nhìn vào mặt xấu mà không thấy mặt tốt của nhau, thì trên đời này còn ai sống được với ai nữa? Chẳng có cuộc hôn nhân nào là hoàn hảo mà chỉ có hai kẻ phù hợp nhất dành cho nhau. Biết nhẫn nhịn khuyết điểm của nhau, cùng nhau mà cố gắng thì mới hòa hợp, hạnh phúc và vui vẻ. Thứ 10. Đàn ông ai chẳng muốn về một căn nhà ngăn nắp, tinh tươm. Đừng bảo với chồng, anh ra ngoài kiếm tiền, em cũng thế, nên em có quyền bỏ bê nhà cửa. Đàn bà có thể kiếm tiền ít đi, nhưng nhất định phải là người làm cho cái tổ luôn ấm áp. Đàn ông có chức cao vọng trọng, tiền bạc lắm của thế nào cũng muốn một người vợ luôn gọn gàng,
sạch sẽ, đợi anh ta trở về trong một căn nhà ngăn nắp, tinh tươm. Chẳng người đàn ông nào có thể hạnh phúc cho nổi khi về nhà thấy vợ đầu bù tóc rối, con cái nheo nhóc, bẩn thỉu, nhà cửa lượm thuộm, bừa bộn đâu. Dù phải đi làm, có bận thế nào cũng phải thu xếp chuyện nhà cửa. Đàn bà thông minh, xinh đẹp, giỏi giang đến mấy thì trước nhất cũng phải là người vợ biết lo toan nhà cửa, một người mẹ chăm con chu đáo. Thứ 11. Đừng chạm đến lòng tự tôn của đàn ông. Có một số người vợ khi nhận được tin nhắn từ chồng nhắn là anh yêu em, trong khi thường ngày thì anh ta vô cùng khô khan, rất ít nói những lời ngọt ngào, thì liền tỏ ra thái độ ngạc nhiên, nói rằng hôm nay anh bị làm sao thế? Hoặc bỗng dưng một ngày, ông chồng lười của mình vào bếp nấu nướng, thì cũng đừng làm như trời sập đến nơi mà bảo ui hôm nay trời thế nào cũng mưa to, hoặc chắc trời sắp sập đến nơi rồi đây. Đừng dại mà chạm đến lòng tự tôn của đàn ông. Nếu không, anh ta sẽ không làm điều đó thêm một lần nào nữa đâu. Nhiều khi chồng muốn thay đổi tốt lên thì phải động viên, chứ làm mấy cái trò nói kháy thế thì không bao giờ đàn ông họ muốn làm lại. Thứ 12. Thích gì thì nói ra, đừng bắt chồng tự hiểu. Không ai hoàn hảo nhất dành cho ai hết. Nhiều đàn bà ngộ ghê, cứ bóng gió điều này điều kia, và còn đòi hỏi chồng phải suy đoán, phải chạy theo suy nghĩ của mình. Ô hay, chồng chứ có phải là nhà ngoại cảm đâu mà đọc hết mọi suy nghĩ tình cảm của bạn. Thay vì bóng gió, đàn bà cứ thích gì thì nói ra để chồng biết. Kể cả trong chuyện chăn gối cũng vậy. Hài lòng hay không hài lòng, cứ nói ra một cách tế nhị với chồng. Đừng tìm cách nói xa nói gần hay dằn hắt, tỏ thái độ. Đàn ông đôi khi chỉ là những đứa trẻ to xác, chứ chẳng thông minh đến nỗi nhận ra được điều gì đâu. Thứ 13. Cầm lên được thì bỏ xuống được. Đừng bao giờ đổ lỗi cho ai, cho hoàn cảnh hay số phận. Đàn bà nên hiểu, một khi mình đã chọn người đàn ông này, thì dù có hạnh phúc hay khổ đau, cũng nhất định phải chịu. Còn nếu không chịu được nữa, thì buông tay, chọn lại. Đàn bà khôn ngoan, muốn hạnh phúc, thì phải nhớ, thứ gì cầm lên được, thì bỏ xuống được. Đừng khóc lóc, bi lụy, tiếc nuối, mà hãy thoáng hơn với chính mình. Ớt nào mà ớt chẳng cay, gái nào là gái chẳng hay ghen chồng. Ghen tuông cũng là một biểu hiện của tình yêu, nhưng hãy để ghen tuông là gia vị cho tình yêu ngày càng ngọt ngào, bền chặt hơn, chứ đừng ghen tuông mù quáng các chị em nhé. Phụ nữ đánh ghen chưa chắc đã giữ được chồng đâu, nhưng phụ nữ khôn ngoan thì không cần đánh ghen mà vẫn khiến chồng vừa sợ vừa nể. Cùng lắng nghe 7 cách ghen tuông thông minh dưới đây để lạt mềm buộc chặt chị em nhé. 7 cách ghen thông minh của người phụ nữ khiến chồng vừa yêu vừa sợ. Có câu, có yêu mới có ghen. Thế nên, hầu như nàng nào cũng đều có máu hoạn thư khi yêu. Thế nhưng, không phải người phụ nữ nào cũng biết cách ghen thông minh để đàn ông vừa sợ vừa nể. Thứ nhất là, không thể hiện thái độ qua gương mặt. Khi biết tin chồng có bồ bên ngoài, chắc chắn khó có ai có thể giữ được thái độ bình tĩnh. Thay vào đó là cơn ghen nổi lên như bão táp. Chỉ muốn ba mặt một lời đi đánh ghen hoặc thể hiện thái độ cáu gắt, thậm chí lăng mạ, xì nhục chồng. Đàn bà thông minh không nên khiến chồng mất sĩ diện, khiến chồng cảm thấy không được tôn trọng. Cho dù ông đã ăn trả, song bạn cũng nên bình tĩnh, tránh thể hiện thái độ thái quá. Đây cũng là chiêu đánh ghen thông minh. Hãy cứ theo dõi một thời gian, tỏ ra chẳng có chuyện gì, cơm vẫn lành, canh vẫn ngọt, để chồng mất cảnh giác. Từ đó, bạn sẽ có nhiều phương án cao tay hơn khi trị chồng. Thứ hai là, chỉ buộc tội khi có chứng cứ trong tay. Cái khổ của phụ nữ là giác quan thứ 6 nhạy bén. Vì thế nên, khi chỉ mới cảm nhận thấy sự thay đổi khác lạ ở người đàn ông là đã mơ hồ khẳng định có người thứ ba và cơn ghen bắt đầu.
Nếu dại dột ra tay và lên tiếng ghen tuông lúc này thì đúng là rút dây động rừng. Dù suy luận của bạn có chính xác hay không, hợp logic tới cỡ nào mà không có chứng cứ thì anh ấy cũng sẽ chối bay chối biến, thậm chí cáu gắt, và quan hệ giữa hai người sẽ ngày càng tồi tệ. Vậy nên, cần nói có sách, mách có chứng. Bạn cần phải cho đối phương thấy bạn không ghen vớ vẩn. Bạn không phải người hay nghi ngờ và không tin tưởng người ấy. Và bạn chỉ lên tiếng khi có chứng cứ xác thực. Thứ ba là không tin lời kẻ phá hoại, chỉ tin vào mắt mình. Khi nghe nhiều người nói bóng gió về việc ngoại tình của chồng, hãy khoan nghĩ đến việc tìm ngay người thứ ba để đánh ghen. Bạn chỉ cần mỉm cười và nói rằng bạn tin tưởng chồng bạn tuyệt đối. Tuy nhiên, đó là với người ngoài. Đối với chồng, bạn hãy thử nửa đùa nửa thật để hỏi người ấy về tính xác thực của những thông tin trên. Tất nhiên, đừng tỏ ra bực tức hay tra khảo sẽ khiến chàng thêm khó chịu. Thứ tư là cứng rắn và mềm mỏng. Cần lưu ý rằng khi chàng dở thói trăng hoa, bạn đừng một mực nhân nhượng, nín nhịn. Lúc cần thiết cũng nên cho chàng nếm mùi đau khổ từ cơn giận dữ từ người vợ bị phụ tình. Tuy nhiên, bạn đừng lạm dụng chuyện này mà chỉ cốt để cho chàng nhận thấy lỗi lầm. Tránh tình trạng chàng được thể làm tới, cho rằng làm bất cứ điều gì bạn cũng phải chịu. Tuy nhiên cũng đừng lạm dụng biện pháp mạnh vì có thể dẫn tới chiến tranh liên miên khiến hạnh phúc gia đình đứng trước bờ vực. Bạn đừng thách thức, mắng mỏ, xúc phạm chàng quá đáng vì dù sao giữ lửa hôn nhân mới là điều quan trọng chứ không phải là sự trả thù. Thứ năm là chăm sóc bản thân mình nhiều hơn. Cái gì cũng có nguyên do của nó. Hãy tìm hiểu nguyên nhân khiến chồng chán bạn. Có thể là vì bạn chưa chăm sóc tốt cho bản thân hoặc một lý do nào đó. Hãy cho chồng biết rằng không có việc gì có thể qua mắt được bạn và để anh ấy tự đưa ra quyết định chọn một trong hai. Còn bạn, thay vì đi đánh ghen hay trả thù, hãy dành thời gian làm đẹp cho bản thân mình nhiều hơn nữa. Thứ sáu là có thể tha thứ hoặc không, nhưng đã tha thứ thì sau đó phải tin tưởng. Quan điểm của mỗi người mỗi khác, bạn có thể không tha thứ và kết thúc cuộc hôn nhân này. Nhưng nếu vẫn còn yêu và muốn cho anh ấy một cơ hội, khi đối phương đã nhận ra sai lầm, sau đó sửa sai, hãy tha thứ và mở lòng lại một lần nữa. Đừng để một phút nông nổi hay cái tôi quá cao mà làm rạn nứt cả một mối quan hệ hôn nhân được gây dựng suốt bao nhiêu năm này. Cho anh ấy thêm một cơ hội được tin tưởng cũng khiến anh ấy trân trọng và sợ đánh mất bạn. Nếu sau đó xảy ra tình trạng ngựa quen đường cũ, thì lúc đó bạn dứt khoát cũng chưa muộn. Thứ bảy là giữ lửa cho quan hệ vợ chồng. Một trong những lý do khiến chàng đánh bắt xa bờ là quan hệ vợ chồng không thực sự nồng ấm. Có thể hai người không có nhiều thời gian dành cho nhau. Có thể bạn không chăm chút cho đời sống tình cảm và đôi khi do bạn quá khắt khe khiến chàng mất tự do, cảm thấy nhàm chán. Muốn chống ngoại xâm, bạn cần phải đối nội thật tốt, làm ấm lại quan hệ vợ chồng. Hãy dành nhiều thời gian cho chàng với những buổi tối lãng mạn bên nhau, thăm lại những nơi ghi dấu kỷ niệm của hai người, dành thời gian chung bên con cái. Chính những điều này nhắc nhở cho chàng thấy gia đình quan trọng đến thế nào, và nó cũng khiến chàng không rơi vào tình trạng nhàn cư vi bất thiện.